bạn hôm nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn học cái phần mềm Paysa phần mềm đây thì um, cái phần mềm space chúng ta sẽ có tính năng tương tự như cái phần mềm Word thì uh, tiếp theo video trước thì video này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn so sánh ha so sánh một số tính năng thông dụng của hai phần mềm này thì mục đích của tôi là nhằm cho các bạn thấy là hai cái phần mềm này nó thực chất là nó nó, nó hầu như là tương tự nhau khoảng 80% phần trăm ha khoảng 80 trăm rồi thì đối với cá nhân tôi á, thì ban đầu cũng vậy khi tôi sẽ bắt đầu sử dụng một cái phần mềm mới thì tôi thấy nó rất là khó nhưng mà những bạn nào mà bắt đầu mới học cái phần mềm về soạn thảo văn bản bạn sẽ thấy là chúng ta học với phần mềm bay á, thì nó sẽ dễ hơn ha nhưng mà cái rào cản là do chúng ta không có điều kiện kinh tế á, chúng ta không mua được cái máy móc mắt và cái mua được ứng dụng uh, bay sao ha rồi thì uh, đầu tiên thì các bạn mở cái uh, hai phần mềm lên để chúng ta so sánh ha rồi mở cái phần mềm Space lên đây đây một bên tay phải là phần mềm Word rồi hai phần mềm thì những cái tính năng thì tôi tôi đã tải lên phía dưới cái video YouTube này rồi là cái giáo trình Space này ha rồi thì khoảng 7 phần thấy chưa khoảng 7 phần đây rồi bây giờ video này thì chúng ta sẽ so sánh sơ qua đi ha so sánh sơ qua những cái những cái cái tính năng của nó những bạn nào đã biết sơ qua về cái phần mềm Word á thì các bạn sẽ dễ tiếp thu hơn cái phần này cho các bạn dễ học với phần mềm payson thì thì bạn sẽ thấy là cái đầu tiên chúng ta là sẽ như đối với phần mềm tôi sẽ nói phần mềm Word trước ha đối với phần mềm à, đối với phần mềm á thì các bạn sẽ thấy là đầu tiên thì chúng ta sẽ có cái tab home nói chưa à, xin lỗi trước khi tab home thì chúng ta có một cái 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 đối với phần mềm Word á, thì nó sẽ có thêm cái phần file đây ha file đây để bạn để bạn thực hiện các chức năng là mở rồi đóng sale hay là in gì đó tùy chỉnh trang thấy chưa thì đối với phần mềm page khi bạn click qua phần mềm space nè thì nó cũng tương tự vậy nó sẽ có cái tên là tệp thì lưu ý đặc biệt đối với các phần các phần mềm phần mềm space này thì chúng ta có giao diện tiếng việt ha rất là hay rất là dễ học giao diện tiếng việt đây nè thấy chưa đó thì cũng tương tự vậy thì các bạn trong phần đẹp là phần file đó file đó thì có phần mới tạo mới mở nè lưu sale xuất ra hay là mật khẩu hay là tiếp tục trang in và in thấy chưa thứ nhất là nó đã giống nhau cái phần file rồi ha rồi phần menu file của phần mềm quạt là ha lưu ý khi ta chọn cái phần mềm quạt hay là phần mềm pay á thì bạn sẽ lưu ý cái thanh menu sẽ xuất hiện ở phía trên cùng bên tay trái thôi nè thấy chưa rồi bây giờ tôi sẽ tiếp tục ta ta vào cái tab đầu tiên là tab home này, thấy chưa tập định dạng đây rồi thì cái tập định dạng hôm này rồi á của phần mềm Word á thì bạn sẽ những cái phần chính là đầu tiên là cái phần về phong định dạng phong nè cái thứ hai là căn chỉnh thấy chưa và cái này là những cái style kiểu thấy chưa đơn giản của phần mềm Word rồi đối với phần mềm Paisy thì sao thì nó sẽ phân theo ừ, à, đây nó sẽ phân theo không phải phân theo từng cái cái nó sẽ phân theo từng đối tượng chúng ta ha thì phần này mình nó hướng theo đối tượng thì bạn sẽ thấy hướng theo đối tượng giả sử như bạn hướng theo đối tượng là cái bảng biểu đồ nhân bản hình hay là như gì đó hướng theo đối tượng ứng với từng đối tượng thì bạn lít vào được à, công cụ ha các công cụ này bạn lít vào thì bạn sẽ thấy bên tay phải nó sẽ hiện ra những cái thuộc tính của cái công cụ đó ha đối tượng đó giả sử như bây giờ à, tôi chọn à, cái giả sử như tôi chọn cái hoạt văn bản như thế này thì bạn sẽ thấy bên tay phải nó sẽ hiện ra cái phần định dạng này thấy chưa định dạng của văn bản đó thấy chưa là gồm có phong rồi nè căn chỉnh nó in đậm in nghiêng nè căn chỉnh chỉnh lề này, thấy chưa tưởng như đây và cái phần đầu tiên này chính là cái phần style thấy chưa phần này chính là phần style đó rồi cái phần này chính là phần style thì tương tự như style bên đây thấy chưa rất uh, hai bên nó tương tự nha ha rồi tiếp tục ta tới cái phần insert này là gì đối với phần mềm word, insert này là chúng ta nhầm để chèn Uh, chèn bảng, chèn trang này, chèn bảng, bản, trang trang là bản, hình, chèn các hình dạng có sẵn, hình mẫu có sẵn, trang biểu đồ, thấy chưa? Rồi trang những cái uh, chú thích trên đầu và ở dưới chân, header, footer, trang số trang, trang những cái ký hiệu đặc biệt. Rồi đối với chức năng insert tại trang này đó, bên tôi nhấp qua phần hình space ha, thì bạn sẽ thấy là trang thì nó cũng có cái menu trang đây. Để ứng với chèn thì nó sẽ có những cái phần trong đây là những cái phần chèn nè chèn bản biểu đồ văn bản cái hình mẫu có sẵn các hình ảnh phi là video và nhạc luôn ha âm thanh luôn á chỗ này nó sẽ có luôn thấy chưa rồi ứng với cái biểu, cái hình đối tượng nào chèn bạn chọn thì nó sẽ bên tay phải nó sẽ hiện ra cái thuộc tính chỉnh sửa của đối tượng đó là bên tay phải đây thấy chưa nó vậy là hai hai cái là tương tự nhau nè chèn này thấy chưa menu chèn đây nó chèn bản biểu đồ là dân bản hình ảnh dòng nó chèn chèn nhận xét rồi thấy chưa chèn công thức nó chạy số trang hết header folder này chạy một lục nè chạy chú dẫn ngắt trang này nè thấy chưa rồi tiếp tục ta tới cái phần menu thứ ba trong cái phần phần mềm quạt á design design là thiết kế thì cái này là um, định dạng trang in thôi nè thấy chưa định dạng cái đường viền trang rồi nè nó thì cái này rồi định dạng trang thì cái này cũng ít sử dụng hay định dạng cái cái đường viền nữa thôi rồi cái thứ tư là cái trong cái menu layout trong cái phần mềm quạt á layout này là trước là chúng ta sẽ trình bày cái trang chuẩn bị in nè kênh lề hướng hướng hay là hướng dọc hướng ngang kích thước chia làm mấy cột ngắt trang ngắt phần rồi những cái thục đầu dòng ha những cái lề trang đây còn đây là những cái vị trí đối với chúng ta chọn cái ảnh thì chúng ta được quyền tự chỉnh là vị trí là lên phía trước hay phía sau thấy chưa rồi kênh lề đối phần layout này thì bên cái phần main page này thì chúng ta sẽ có cái có cái menu là sắp xếp đây thấy chưa menu sắp xếp là nó sẽ canh chỉnh cho các bạn tương tự như vậy là vị trí lên trước sau ha bên trái phải giữa trung tâm lật rồi nè nó còn những cái định dạng trang những cái định dạng như cái vị trí hướng nào đó thì nó sẽ nằm bên cái phần uh, tài liệu đây thấy chưa định dạng trang in là tài liệu đây máy in như thế nào đứng ngang rồi đầu trang 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 kích thước lấy lề bao nhiêu thấy chưa nó nằm tương ứng với phần tài liệu ở đây đó thấy chưa tài liệu ở phần đây đó tương ứng với phần layout bên đây rồi tiếp tục qua với phần mềm quạt thì reference thì cái này là cộng thêm những cái chú thích đây chú dẫn này như cái phần footnote là chú dẫn rồi nè Ha. rồi chèn cái những cái này cứ dẫn là bình thường không gì quan trọng là cái phần table of content là chèn cái mục lục tự động ha cái phần này quan trọng bên phần mềm Word thì đối với phần mềm page bên đây thì nó cũng sẽ có phần mục lục tự động đây thì bên trong cái tab uh, tab đây thì bạn sẽ thấy là cái uh, tôi coi cái tab nào ha tab um, chèn đây ha trong phần chèn đây cũng có chữ bản mục lục đây mục tự động nè thấy chưa đó thì cũng tương tự thôi nhưng mà cái thao tác nó rất là nhanh rất là dễ so với phần mềm hoặc phần mềm bay này rất là hay đây trèo một lục tự động đây thấy chưa nó đều có hết nhưng mà cái giao diện nó trình bày rất là hợp lý và trực quan rất là dễ ha rồi tới phần mail link là cái phần trộn thư thì cái phần này thì tôi thấy bên bên cái ứng dụng page đó bay của windows thì tôi, xin lỗi bay của apple thì tôi thấy tôi chưa 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 phát hiện ra được cái tính năng này ha thì có thể là tôi ít thao tác ha phần này tôi không thấy bên tôi chưa thấy thôi chưa thấy in space rồi tôi review là cái phần mà xem lại cái phần mà thay đổi nè ha phần này dùng công dụng của phần này thì chúng ta để xem lại cái quá trình ta thay đổi cái gì Nào, thay đổi nè để tôi chấp nhận hay là không chấp nhận cái phần mà thay đổi uh, thay đổi của người khác thì mình chấp vào đây rồi mật khẩu rồi nè thì đối với phần in space này cái phần mật khẩu cũng có này base nè bạn sẽ thấy cái phần mật khẩu nằm trong tệp đây mật khẩu thấy chưa rồi còn cái phần mà uh, thay đổi hay chấp nhận không thay đổi á, thì nó còn nó có phần ở đây khi bạn lít vào trong cái uh, uh, đây bạn đợi tôi ha tôi tôi thấy nó đâu mất tiêu rồi nó cũng có cái tính năng uh, nhận xét nè cái phần theo dõi thay lên đây nó sẽ có tính năng đây thấy chưa trong phần sửa nè nó cũng có tính năng là theo dõi thay đổi thấy chưa? đó thì thay dõi thay, thay đổi thì tương tự như cái phần review bên đây ha đây review access thì hay, checking thấy chưa? nghĩa là khi người tác thay đổi thì nó sẽ lưu lại lưu lại để trường hợp mà các bạn làm bài tập nhóm là bạn đưa cho hay là cho giáo viên hướng dẫn mà các bạn làm seminar hay là làm khóa luận gì đó chuyên đề đó thì các bạn đưa cho các giáo viên hướng dẫn các bạn để chúng ta có sửa để chỉnh sửa sau khi ta chỉnh sửa xong á xin lỗi bạn sẽ chỉnh sửa trước rồi sau đó bạn gửi cho giáo viên á thì giáo viên người ta sẽ coi đã đồng ý cái việc đó không ha thì người ta sẽ sử dụng cái tính năng là theo dõi thay đổi rồi thì tiếp tục tới phần này review view là cuối cùng là đơn giản là cái phần cho bạn xem thôi xem hiển thị chúng ta xem mà thước nè đường giống hay là navigation pen như là cái hộp công cụ bên tay trái ha lúc trên đây bạn xem thử thấy chưa cho chúng ta xem trước cái phần hiển thị tóm gọn cái phần nội dung chúng ta nhìn một cách tổng quan ha đây nè thấy chưa lúc ở đây đó, rồi zoom này phóng to thu nhỏ xem bao nhiêu trang in trên một trang rồi thì cái phần bên trang hình cái ứng dụng pay thì nó cũng tương tự vậy thôi thì nó cũng click vào đây là xem là hiển thị cái hình không nhận xét hiển thị cái xem tổng quan thấy chưa nó tương tự như thôi ẩn nè rồi có thêm cái phần gì thêm nhận xét nè hiển thị không nhận xét thấy chưa mà có nhận xét hiển thị thước rồi nè đó rồi à, bạn thấy chưa cơ bản thấy là tôi nói sơ sơ là bạn thấy nó giống nhau rồi ha thì cái video này thì những bạn nào mà um, chưa biết qua phần mềm quật thì có thể bỏ qua tại vì bạn chưa biết làm sao bạn hãy so sánh giữa hai phần mềm được còn những bạn nào đã biết sơ hay là đã biết qua sử dụng qua phần mềm quật này rồi á, thì bạn nên xem để bạn biết được cái định hướng của tôi cho các bạn để bạn hãy uh, hiểu nhanh để làm các hướng uh, dẫn họ để hiểu nhanh các video tiếp theo ha rồi thì bắt đầu qua video sau thì chúng ta sẽ vào từng chi tiết của từng cái ứng dụng trong cái phần mềm Space này nhưng mà lưu ý là các bạn sẽ thấy là nó rất là dễ ha và cái giao diện này nó sẽ bạn sẽ nhìn là nó sẽ xuyên suốt đối với ba phần mềm luôn đối với ba phần mềm là bao gồm là bay uh, nè này ha mềm, mềm soạn thảo nhân bản phần mềm Numbers là phần mềm soạn soạn thảo cái bản tính hay tương tự như Excel phần mềm thứ ba là Keynote là tương tự như phần mềm PowerPoint là cái trình chiếu ha trình chiếu đây đó thấy chưa? Ba phần mềm ở đây. Rồi, à, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.